Trong văn bản đề ngày 31 tháng 12 năm 1953, Nava nêu rõ: Tôi coi Trận Điện Biên Phủ là ưu tiên số 1 và tôi quyết tâm bằng mọi cách để triển khai nó trong những điều kiện thuận lợi nhất và để chiến thắng. Tinh thần chắc chắn đã giảm sút vào ngày sân bay bị đánh phá phải không? Tinh thần sa sút nghiêm trọng sau khi Him Lam và độc lập thất thủ, nhưng đã được vực dậy từ những đợt tiếp viện đầu tiên trên không. Tinh thần đã bắt đầu suy giảm trở lại khi quân đội nhận ra rằng máy bay không còn đến tiếp tế được nữa và không còn đạn nữa. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, sự sụp đổ của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả xâm phạm khiến nước Pháp và cả thế giới rung chuyển. Thất bại tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 1954 đã tạo nên cơn chấn động. Nhiều ngày sau, thậm chí là rất nhiều năm sau, truyền thông vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về những sự thật chưa được giải đáp. Ai là người phải chịu trách nhiệm cho thảm họa mang tên Điện Biên Phủ?